Mọi người nghe được cái tiếng đó biết là ở đâu không? Ngân vừa bỏ cái này ở trong miệng nè, nó mới nghe cái tiếng to nó như vậy. Và Ngân mới vừa nghĩ ra một cái trò chơi để cho anh chị Trang. Chị Trang ở từ sáng giờ ở ngoài phòng khách đó mọi người. Thì Ngân sẽ dùng cái này và Ngân ngậm ở trong miệng. Ngân sẽ nhờ chị Trang bẻ xương khớp dành cho Ngân. Khi mà đến cái phần cổ thì Ngân sẽ làm bộ là chị Trang chỉ bẻ cho cái cổ của Ngân bị gãy luôn. Mọi người nhớ xem đến hết clip xem là Ngân sẽ cho anh chị Trang như thế nào nha. A few moments later. Mặn á. Chị Trang. Chị đang làm gì? Không, chưa, em nhờ cái này ngồi. Thấy nó làm đẹp hay quá nè. Tao làm gì? Giờ chị bẻ này giùm em ơi. Y vậy luôn nha. Ờ, chị cũng biết làm. Dễ lắm nè. Hả? Tao ý, dễ mà. Thôi, sao mà em tự làm được nè. Ở trong clip người ta phải làm cho người này làm cho người kia. Chị bẻ cho em y vậy luôn. Toàn thân luôn. Chị chỉ biết vậy thôi. Vậy thôi, chứ chị đâu có biết em ra tiệm làm đi. Thôi, tiệm em quá mà sao mà làm được. Làm đụng tùm lum người em hết. Bẻ ra. Bị giật, bị lên, bị xuống. Chị thử ha, chứ chị... Chị làm dứt khoát giống như cái cổ của chị kêu vậy á. Thì người của em... Đi ra đây. Nghe đây nè, nó thoáng không gian này kia. Chị muốn bẻ cái gì nó cũng được, tay chân em nó dễ. Tụm tụm ở trong đó. Ý vậy nha. Phải kêu được ý vậy nha. Coi lại, coi lại. Làm từ tay chân rồi này kia. Được không? Làm cho. Được không? Ờ. Dứt khoát rồi lên. Sao? Phải đánh hết nó dẫn à. Trước. Trời ơi. Chưa biết vậy. Được không chị ơi? Chị... Cảm tin thì thôi á, mày làm đi. Chị làm. Thấy nó làm mày mòi xong rồi, nó bắt cái thật. Chị ơi. Mày gãy quá. Cái tay em á. Thì là sao các mày làm mà? Sợ, tôi cũng sợ vậy. Giờ chị làm đấy. Không, nó không có bẻ lên như vậy. Không có nha. Ở nhà sao ta? Nó cứ vậy nè. Chị ơi. Bà, nói nhiều ghê ta. Chị ơi. Ờ. Lại em bút sao. Rồi chị làm đi. Dứt khoát vô cho nó kêu nha. Cái tay chị làm chưa kêu thì lấy sao mà sao cái chân nó kêu được. Sao nó nói nhiều dữ trời. Nãy chị thấy bạn này nè, cho em biết khó nè, em mở đi coi. Biết thì thấy khó rõ ràng. Nãy em mở le lưỡi, la há mồm vậy gì. Chị xương khớp mà. Nó lắc là mò xong bẻ thật một cái. Được không? Nó mò dữ vậy đó, không thấy hả? Chị ơi, gọt chị ơi. Chưa làm tới cổ mà em nghe đau quá. Chị làm mạnh lên coi. Chị làm cái gì mà bẻ xương khớp thì chị quay cái gì vậy chị? Bây giờ bẻ cái lưng nè. Chị ơi. Không kêu dữ vậy, giờ sao em không biết đâu. Chứ nãy chị làm sao cái cổ của chị mà nó kêu. Chị đặt cổ thử. Cho nó kêu nha. Chị ơi. Giờ chị làm bên nào trước? Thẳng lại. Giữ cái vai. Bên nào trước mà trời ơi. Rồi giờ sao? Rồi, đổi bên nè. Dạ. Rồi đổi bên nè. Vậy em muốn sao? Chết rồi, nghe cái lắp một cái. Sao á? Chết.
chị làm cái gì mạnh quá vậy? Thế rồi sao ạ? Giờ chị bẻ ngược lại với em sao quá hả? Cổ luôn là sao? Dứt khoát lên chị, động tác dứt khoát lên chị. Chị sợ quá thôi chị. Giờ không được, dám. Chị nghe cái rất cái luôn. Bây giờ chị mới dứt khoát lên chứ không dứt khoát lên làm sao giờ em để cổ ở nhà. Nghe cái rắc cái luôn, giờ gãy xương á. Chờ chị bẻ ngược nó lại đi. Chị cân nó lại nha. Chị cân nó lại đi. Ôi chị ơi. Chết rồi. Nhẹ lắm mà sao nghe giống gãy xuống vậy hả? Đâu quá nhỉ. Chết rồi. Đâu quá nhỉ. Chết rồi, nãy chị nói đừng có bẻ nữa, nó lật cổ luôn rồi sao? Sao em thấy chị bẻ nhẹ lắm mà. Chị bẻ nhẹ lắm, nghe gãy xương luôn á. Giờ chị bẻ ngược lại đi. Tôi khỏi luôn đi. Giờ sao em đau quá hả? Giống như gãy xương á. Em nằm đi, em nghỉ đi chứ. Còn chị bẻ nữa hả? Đâu có bẻ nữa. Giờ sao ta? Ây da. Mặt đỏ lét vậy? Đau quá nè. Sao bây giờ? Đi bệnh viện. Giờ chị bẻ ngược lại cho em đi. Đau quá. Bây giờ nha. Giờ chị làm dứt khoát nha, động tác dứt khoát nha. Bây giờ em đếm một phát là chị bẻ liền nha. Chị bẻ ngược lại thôi, y như nãy dứt khoát y như nãy luôn. Nó gãy cổ là sao? Chị dứt khoát lên cho em. Chuẩn bị nha. Một. Chị. Ây da. Ây da. Chị em là đếm tới ba đâu chị? Chị lo quá. Chị lo, chị tin mới tới một mà chị bẻ rồi. Ây da, đau quá. Chết cái cổ rồi nè. Sửa soạn đi bệnh viện nha, chị điện xe cứu cho em đi. Đây chị điện đi. Chị điện đi, chị đau quá nè. Điện gấp đi chị. Ây da. Trời ơi, số cấp cứu gì trời ơi. Đà Nẵng hay thành phố ở lộn. Là sao ta? Trời ơi, chị điện số một xe taxi mà em cái chị tiền à? Cấp cứu biết chừng nào mới ra. Còn taxi không? Đâu không phải. Chị vô Google nè. Google. Rồi, chị bấm số taxi. Rồi chị bấm đi. Bấm nhanh đi chị, em gấp nè. Rồi chị bấm số taxi này, chị bắt qua rồi chị điện. Ôi kìa. Đau quá chị ơi. Chị thử em ngồi đây em bẻ chị cái đi như cái rồi. Chị thử có đau không? Chị gọi ai vậy? Không có cứu nè. Trời ơi chị ơi, em kêu chị là từ từ. Rồi hết đau rồi hả? Không, em đau nữa. Em từ từ để coi nó hạ hay không, nó hạ nhiệt hay không. Chị làm động tác nhanh quá. Giống như nhanh, giống như nãy em chưa đếm tới ba nữa. Chị quất một cái là chị... Sao giống như xương rồi sao? Cái móng kìa. Ây da, đau. Máu ở bên trong. Phải máu ở bên ngoài đó. Rồi chị đứng đâu? Chị đứng một chỗ nè. Bây giờ em nhìn chị nè. Chị đứng ở đâu? 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 Bây giờ chị định hình lại cái chỗ đứng của chị để em nói chuyện với chị dễ nè. Đừng làm khó được em nè. Chị đứng đó đúng không? Để biết em biết em quay qua nè. Thì em nói chuyện để nè. Để chị lấy cho em khỏi quay, tội em quá. Đó. Cái chị quay vòng vòng em nó bị em đưa chật khớp rồi chị quay lại rồi sao mà em ấy. Sao rồi? Chị gọi cấp cứu, chịu nổi không? Bây giờ chị đỡ em xuống sảnh đi để coi có ai hỗ trợ mình không? Cổng luôn nè. Không có phải cổng, đi bình thường thôi, bình thường. Đi ra mở cửa giùm em, đi bình thường. Có đau không? Có thấy đau quá vậy? Chị cứ đi bình thường xuống. Cổng gì nữa. Mình giải quyết tiếp đi chị, nhanh. Có đau không? Đi đau chứ, đi chị. Chị lấy tiền đó, chị lấy tiền đó. Trời ơi, có gì chuyển khoản cho người ta.
cũng bối cảnh gì nữa.